Vâng, hiện tại đang là 7 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2019. Quay trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Tám, thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một bộ cái trường kỷ gỗ lim trường Trung. Bộ này thì cục bằng chất liệu là gỗ gụ. Đây là hình ảnh của toàn thể sản phẩm này. Video thì tôi đang quay theo yêu cầu của anh khách hàng tại Quảng Ninh. Đây là tổng thể của sản phẩm, đây là chiếc ghế nhỏ. Thì tôi sẽ lướt qua một lượt cho quý vị khách hàng có thể xem được, cũng như anh khách hàng Quảng Ninh. Thì bộ này thì đục vách là tứ quý thùng trúc cúc mai, bốn vách, tay là giả xoắn ốc. Đó, thì đây là phần tốc của chiếc ghế thứ nhất nhé. Tôi lướt qua hết một lượt toàn bộ cho quý vị những anh khách hàng có thể xem được. Đây là phần đốc này, thôi những cái đường nét chi tiết thì rất là đẹp, những cái sàn đốc cũng rất là đẹp quý vị nha. Đây là phần đằng sau, hàng rất là sạch. Phần ván mặt này, phần gỗ là gỗ, quý vị có thể được phần gỗ gỗ mặt một lá liền tấm luôn. Đây là phần đằng trước, đây là chiếc ghế thứ hai. Hiện tại phần mặt thì chúng tôi đang trong quá trình cạo nạo, thì quý vị có thể thấy một số nó màu sắc nó đúng như vậy, đang cạo nạo như vậy nhé. Khi sơn rồi thì nó mới đều màu. Đây, những phần yếm là được trúc ngoài kia mà. Đây là chiếc ghế thứ hai đây. Đây là chiếc bàn tiếu. Chiếc bàn tiếu này thì là cũng là mặt là một lá liền tấm. Đó, tôi cứ đi lướt một vòng toàn bộ sản phẩm cho quý vị xem rồi. Là tổng thể rất là đẹp, trường kỳ. Thì hiện tại khách hàng hiện đang ưa chuộng rất là nhiều trong thời gian gần đây, vì tính phổ thông và thực dụng của nó. Ngồi trường kỳ thì vô cùng thoải mái và phù hợp với những không gian nhà cấp 4 hay nhà vườn. Mọi người ai có nhu cầu thì hãy có thể liên hệ với Đồ Gỗ Thùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086, website đồgỗthungtam.com. Video tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất chúng tôi ở phía trong kia, là cơ sở của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.